Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ thanh lý tổng dọn kho cuối năm. Đấy, rất là nhiều. Và trước khi thanh lý thì mình xin có đôi lời này muốn gửi đến mọi người. Thứ nhất là những cái món hàng thanh lý này đều là những cái món hàng thuộc dạng là ngon, bổ, rẻ. Nó rất là rẻ và chất lượng tốt. Cái giá mà anh em mua được ấy là cái giá rất là hời hơn rất nhiều so với lại cái giá trị của sản phẩm mang lại. Và cái lý do mình thanh lý ấy là nó rất là nhiều, nên là mình thanh lý cho nó đỡ chật nhà, cộng thêm nữa là cuối năm gọi là kiếm thêm vài cốc bia. Mục đích chỉ là kiếm thêm vài cốc bia để anh em ngồi uống với nhau, giao lưu với nhau cuối năm thôi. Nó không mang tính chất là lợi nhuận hay là buôn bán ở đây cả. Thì anh em hiểu cho mình cái chỗ đấy. Cái thứ hai là khi mà anh em mua hàng thanh lý ấy, thì mình rất ngại phải làm điều này, nhưng mà anh em đặt cọc giúp mình hoặc anh em chuyển khoản hết giúp mình với những cái mặt hàng thanh lý này. Bởi vì sao ạ? Hai lần trước mình thanh lý, có những lần mình thanh lý cái hàng bom, cái hàng mà khách họ không nhận ấy, sau đấy anh em lại bom tiếp của mình, thành ra là mình rất là buồn. Có những cái món hàng nó chỉ có 99.000, có những 100-200.000 mà anh em chả hiểu sao đặt xong rồi lại bom, trong khi đấy lại hàng thanh lý, nó lại hoàn về, mất công mình thêm hai lần cước cũng như là mất công mình phải lấy cái hàng hoàn nó về. Đấy, nên là nếu mà anh em đã mua hàng thanh lý này, phiền anh em đặt cọc giúp mình ít nhất 50% hoặc là được anh em chuyển khoản hết giúp mình. Đấy, bởi vì những cái hàng nó quá là rẻ rồi. Và đây, ok. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho chúng ta về giá, anh em hãy để ý kỹ về cái mức giá khi mình giới thiệu cũng như là cái tình trạng của máy. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đây, mình có rất là nhiều máy chiếu, màn chiếu, rồi Android box phụ kiện. Đây, lần này thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho chúng ta những cái mặt hàng rẻ trước này. Cái này là Android box stick. Thì cái này trước đây là mình bán kèm với lại máy chiếu ấy, để có những cái máy chiếu mà nó không có Android thì bán kèm những cái stick này thì nó sẽ rất là nhỏ. Nó sẽ cắm vào máy chiếu và sử dụng luôn cái nguồn điện USB của máy chiếu. Thì cái stick này của mình đang cầm trên tay đây nè, cái loại này là loại của X96. Đây là cũng là một cái loại stick rất là tốt, và những cái mà mình lấy về mình bán kèm ấy, cũng đều là những cái hàng chất lượng. Thì cái stick này thì nó sẽ có cấu hình là RAM là 2GB, ROM là 16GB, nhưng mà con này không phải là chạy Google TV mà con này nó là chạy một cái Android ngoài thôi, Android tùy biến bên ngoài thôi, nhưng mà nó vẫn có tiếng Anh, tiếng Việt, vẫn dùng khá là ok, cổng USB 3.0. Đấy, thì stick này đây nó rất là nhỏ như này. Nó là HDMI sẵn ở đây. Rút ra cắm vào trong cái cổng HDMI của máy chiếu hoặc là TV thôi. Đấy, phụ kiện cũng sẽ có là nguồn điều khiển và dây kết nối. Thì cái stick này sẽ thanh lý với giá là 99.000 cho một cái Android box stick này. Rồi, loại này là loại X96, 99.000. Tiếp theo là một loại box nữa, cái Android box này của Mikun. Thì cái con này nó là con Mikun KD1. Con này thì nó ngon hơn cái con X96 kia ở một chỗ, đấy là nó của thương hiệu Mikun. Đây là một cái trong những cái thương hiệu mà số 1 về làm Android box, và nó có Google TV. Đây, nó có Google Play và nó có Google TV. Đây, nó là Android chính chủ luôn. Đấy. Đây, hay Google. Đây, để mình lôi cho anh em xem. Đây. Này trông nó xịn sò hơn. RAM của nó chỉ có 1GB thôi, nhưng mà nó lại là dùng Google TV, nên là cái 1GB của thằng Google TV nó lại rất là tối ưu. Mà RAM của nó lại là RAM chuẩn, tại vì nó của Mikun. Thì con này giá của nó sẽ là 199.000. Mình xin nhắc lại, giá của nó là 199.000 cho cái box này, hàng mới nhá. Đấy, nó vỏ này nó bẩn, nó rách nát như này thôi, tại vì là để trong kho rồi lôi ra lôi vào các kiểu thì nó nhầu nát thôi, tại vì những cái hàng mà vỏ nó không đẹp thì mình sẽ không xuất đi. Đấy, nhưng mà bản chất nó vẫn là hàng mới, chẳng qua là do cái vỏ nó xấu bẩn thôi, nó quăn queo các kiểu nên không xuất đi. 199.000 cho cái box này nhé. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ còn box X96S này, giống như là cái con màu xanh này thì cũng giống như con X96 thôi. Con này cũng là 99.000. Đấy, 99.000 về dùng được cho máy chiếu, dùng được cho TV là đều dùng hết, đều dùng được hết, đều dùng được ok. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ còn thêm một cái con nữa là con Onbox. Con Onbox này thì là một cái con box rất là nổi tiếng rồi, nó cực kỳ nổi tiếng về cái mức giá của nó rất rẻ và anh em dùng rất nhiều trong mấy năm vừa qua. Nhưng mà đúng là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Con này giá rẻ. Thực sự là giá nó rất rẻ, ngon hơn so với lại cái cấu hình nó mang lại, nhưng mà ở những cái thời điểm năm 2024, cuối năm 2024 này thì ở như cái Walmart ấy, tức là cái nhà sản xuất cái Walmart của cái Onbox này, họ khóa rồi. Họ khóa cái IP ở Việt Nam
Nên là nếu anh em muốn dùng là anh em phải dùng một cái thủ thuật gọi là mình không muốn nói trong video này. Nói trong video này là phải bị dính gậy. Anh em xin phép anh em là mình sẽ không nói. Và cái con onbox này vì nó không dùng được nên là mình sẽ không thanh lý con này nữa. Đấy. Tiếp theo là màn chiếu. Đây, cái màn chiếu này là màn chiếu của Movin. Đấy, Movin O3 tức là một cái nhánh con của Ikimi ấy. Thì đây là một loại màn chiếu phản quang tăng sáng. Nhưng mà cái loại phản quang này nhá, nó chấp hết các loại phản quang 400-500 nghìn trên thị trường. Vì đây là cái loại phản quang nó làm chất liệu rất là xịn và xem nó cũng sướng mắt hơn so với lại những cái loại khác. Thì cái màn này thì mình sẽ thanh lý là 100 nghìn. 100 nghìn. Đấy, loại xịn. Mà một cái màn phản quang này tất nhiên nó vẫn hạn chế góc nhìn. Đã là màn phản quang tăng sáng thì nó sẽ vẫn hạn chế góc nhìn. Tuy nhiên thì với cái màn này thì xem vẫn rất ok. Anh em nào mà dùng máy chiếu độ sáng thấp mà muốn xem dưới điện hay xem ban ngày thì có thể là dùng cái màn này. Đấy, chấp nhận là cái góc nhìn nó sẽ bị hẹp lại, nó chỉ khoảng tầm check đâu đấy khoảng tầm 10-15 độ thôi. Nhưng mà nó sẽ tăng sáng được lên rất là nhiều, 100 nghìn. Chúng ta sẽ có thêm đây. Con này của BQ. Con này là con Xtreme 2. Con này thì mình đánh giá rất là cao. Trong những cái dòng Xtreme của B thì con Xtreme này rất là ngon. Con này thì mình mua về để mình trải nghiệm, mình vọc vạch, mình tháo lắp các kiểu của con này. Sau đấy thì mình vứt được kho. Đấy, mình vứt được kho, mình quên mình không tháo cái pin điều khiển ra, thành ra là nó bị rỉ. Nó bị chảy nước, nó bị rỉ cái pin. Đấy, cái điều khiển này thì có thể thay thế bằng một cái điều khiển chuột bay để cắm vào đây vẫn dùng được. Nhìn chung con này hoạt động bình thường, có cái là nó không còn zin nữa. Bởi vì mình đã tháo nó ra rồi. Đấy, nó không còn nguyên nữa. Nhưng mà hoạt động bình thường. Đấy, con này anh em nào mà lấy về thì vẫn có thể xem bình thường. Đấy, không vấn đề gì cả. Đấy, thì con này thì mình sẽ thanh lý cho anh em với mức giá là 990.000. 990.000 cho con máy này. Đấy, thì anh em mình cũng vừa mô tả đấy, cái khiển của nó thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ làm sạch sẽ đi. Còn nếu mà làm sạch sẽ đi mà nó không dùng được thì chúng ta chấp nhận phải dùng một cái chuột bay. Chuột bay đến nó chỉ có tầm mấy chục nghìn thôi. Còn mọi tính năng của nó là dùng bình thường. Đấy. Và mình đã tháo ốc con này ra rồi để mình nghịch rồi. Nhưng mà mình không đụng chạm gì cả, chỉ gọi là nghịch thôi, trải nghiệm thôi. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một con máy nữa. Con này là máy nguyên hộp, mới nguyên bản. Con này là con của AUN A30. Thì con này có một cái điểm hay đấy là nó có pin. Giá rất rẻ, con này trước đây là bán là 2,9 triệu, sau đấy là 2,5 triệu. Đấy, nhưng mà cũng khá là ế, cũng chả có ai mua. Thành ra bây giờ thì nó cũng là thành hàng ế, hàng tồn rồi. Bây giờ thanh lý 7,9 triệu, con này hồi xưa mình nhập về là 1,8 triệu hay sao đấy. Nhập về tầm đấy, đấy. Nhập về con này 1,8 triệu, 1,9 triệu đấy. Cái thời cách đây hơn 2 năm gì đấy. Bây giờ thanh lý cho chúng ta với giá rất rẻ, chỉ có 790.000 thôi. Con này phụ kiện đầy đủ, nó còn nguyên này. Củ nguồn nó kiểu này, một con máy rất là đẹp nhá. Đẹp. Và con này thì anh em nào mà hay đi lại ấy, phượt phía các kiểu ấy, rồi đi cắm trại ấy, thì dùng con này rất sướng. Thì con này nó có pin. Này, cái pin của nó đây này. Đây. Đấy, nó có tích hợp pin. Chúng ta vẫn có thể dùng cả điện cả pin. Mình có video trải nghiệm review con này rồi, độ sáng con này khá tốt. Con này độ sáng của nó đâu đấy là 400 ANSI gì đấy. Nói chung xem ok đấy, xem sáng ok đấy. Và độ phân giải của nó là con này là HD thôi, chứ chưa được Full HD. Cũng đủ xem. Có kết nối không dây với điện thoại. Tức là chúng ta sẽ kết nối không dây với điện thoại để phản chiếu cái màn hình điện thoại lên. Đấy, và dùng kết nối từ điện thoại lên. Còn nếu mà chúng ta không muốn dùng từ điện thoại thì chúng ta có thể kết nối từ HDMI lên cũng được. Nhưng mà dùng điện thoại nó tiện. 790.000 cho cái con máy này. Đấy, còn nguyên hộp đây này. Con này rất là rẻ luôn. 7,9 triệu, quá rẻ luôn. Đây. Đấy. Có pin, vừa dùng được điện vừa dùng được pin. Rồi, chúng ta sẽ sang sản phẩm khác. Đây, trong đây có thêm cái này nữa, cái tai nghe. Cái tai này là đợt mua máy chiếu rồi bên nhà máy họ gửi kèm sang để xem là có bán ở Việt Nam không. Tai này là tai Bluetooth có pin. Dùng cũng ok, dùng nghe cũng sướng phết. Thị trường chắc nó bán con này vài trăm. Thanh lý cho anh em là 50.000. 50.000, anh em chịu phí ship nhé. Đấy, thanh lý 50.000 dọn kho. Còn nguyên luôn đấy, nghe sướng phết. Rồi, chúng ta sẽ xem chúng ta còn máy gì nữa nào. Đây,
Ở đây có một con máy nữa. Con này là đây, cái ngoại hình của nó đây này. Nó như hộp này, nguyên hộp. Con này nguyên hộp. Con này là một con máy mà của bên xưởng họ gửi cho mình, bên xưởng họ gửi cho mình để mình trải nghiệm cũng như là dùng thử để đưa ra cái nhận xét cho họ. Thì con máy này là một con máy rất là hiện đại. Con này nó có đầy đủ tính năng tự động lấy nét, tự động căn góc, tự động keystone. Đấy, có loa cũng rất là hay. Thì nói chung con máy này dùng sướng, dùng cũng đầy đủ các tính năng hiện đại. Nó cũng na ná như con Xtream này. Mà thậm chí nó còn sáng hơn một chút so với con Xtream. Con này hơi bẩn một tí, mình sẽ vệ sinh lại. Để ở đây nó hơi bẩn, nó hơi bụi thôi, chứ còn vẫn là máy mới nguyên. Đấy, con này thì thanh lý là 1.950.000. Anh em về dùng gia đình thì cũng rất là ok. Đấy, cũng rất là ok đối với cái mức giá này. Rồi, nguyên hộp. Giờ mình sẽ xem có con nào nữa không nào. 1.950.000 cho con này. Để tạm đây vậy. À đây này, còn con này. À đâu, con này đang mất khiển. Con này chưa tìm thấy khiển. Con này là con AUNZ5. Không biết khiển đi đâu rồi. Con này thì thanh lý cho anh em với giá là 950.000. 950.000 con này Full HD đấy. Con này là Full HD đấy, 950.000. Con này thì chúng ta có thể là cắm điện vào và dùng luôn thôi. Đấy. Thanh lý giá rẻ cho anh em. Con này khiển nó đi đâu để mình tìm lại cái khiển xem nữa. Rồi. Ôi trời ơi, con này là một con máy cũng của bên nhà máy gửi. Các cái máy ở đây là bên mấy cái xưởng sản xuất ở bên Trung Quốc ấy, họ gửi cho mình rất nhiều. Thành ra là nó bị nhiều ấy, họ cứ gửi cho mình thôi. Họ cứ gửi cho mình trải nghiệm thôi. Xong rồi đưa ra đánh giá nhận xét cho họ, làm được cái nào thì làm, bán được cái nào thì bán. Con này là một con cũng của bên xưởng Trung Quốc họ gửi, con này cũng chạy Android, cũng đầy đủ tính năng tự động. Con này thì độ sáng khá cao. Con này độ sáng cũng khá cao. Đấy, này máy đây. Máy đây này. Con này anh em nào dùng cày bò, cày cuốc châu bò phết. Loa cũng to, tản nhiệt cũng tốt, máy trông cũng hầm hố. Đấy, con này là thanh lý là 2.500.000. Đấy, còn anh em quan tâm đến mã nào thì anh em có thể nhắn trực tiếp vào thì mình sẽ làm video chi tiết từng mã đấy nhé. 2.500.000. Rồi. Con này nữa này. Một con này nữa. Con này cũng Full HD. Cũng máy mới nguyên. Đây, khiển khiếc đây. Máy mới nguyên Full HD, con này cũng lại của cái xưởng đấy, cái nhà máy đấy gửi cho mình. Đây, máy trông cũng to sáng. Đấy, to sáng. Con này thì 1.500.000 nhá, 1.500.000. Đấy, anh em quan tâm thì mình sẽ làm video để trải nghiệm cho nó được chi tiết hơn. Mình sẽ có một số cái máy giá rẻ. Giá rẻ cho chúng ta 500.000. Đây, 500.000 cái máy này. HD720p. Con này thì anh em thấy bọn live stream suốt. Con này live stream đâu đấy tầm 1.000.000 mấy, 1.300.000, 1.400.000 rồi đấy. Con này có hệ điều hành 500.000 anh em nhé. 500.000 vẫn dùng bình thường. Cắm điện vào bắt wifi dùng thôi. Đấy. Máy mới nguyên hộp. Rồi. Còn con gì nữa nhỉ? Đây con này ngon này. 950.000. Con này 950.000. Con này là một trong những cái con máy mà mình đánh giá rất là cao. Ngày xưa mình cũng có một thời mình làm con này, sau đấy thì bên xưởng họ không sản xuất nữa. Con này trông đẹp đúng không? Trông đẹp dã man luôn đấy, 4K 5G, con này 720p. Hình ảnh khá là đẹp, có Android. Này, loa cũng hay phết. Còn dư được 2 con, thanh lý 950.000 cho anh em. Về dùng trải nghiệm xem Tết các kiểu, xem ok, nét sáng đấy. Rẻ không? Quá rẻ luôn. 950 cành. Con máy chiếu, chung máy chiếu chưa bao giờ nó rẻ như bây giờ. Rồi. Con này thì đợt trước thanh lý hụt này. Con này đợt trước thanh lý, đây này đang còn ghi, đợt trước thanh lý là 3.290.000. Auto Focus, Auto Keystone, Android TV. Đợt trước mình thanh lý tận 3.290.000 à. Con này là đợt bị hoàn về hay sao ấy? Đúng rồi.
Con này là cái con đợt thanh lý xong rồi ông nào ông ấy không nhận hàng, ông ấy hoàn về này. Má nó cày. Đây. Đúng, chính xác con này luôn. Con này cũng ngon đấy, con này cũng Google TV Auto Focus Auto Keystone, con này đẹp. Con này nó cũng giống như cái con kia. Cũng cái dạng hình trụ trụ giống vậy. Đây. Lấy ra luôn. Đây. Đây, giống như con kia. Nhưng mà con này là bản nâng cấp hơn, nó giống như cái con lúc nãy mình thanh lý này. Nó giống con đấy nhưng con này là bản cao hơn. Nó cập nhật lên nhiều cái hay ngon hơn. Thì con này đợt đấy là mình thanh lý là 3.290.000. Rồi bây giờ thanh lý cho anh em con này là 2 triệu thôi. 2 triệu thôi nhá. 2 triệu tròn cho con này. Đấy, thanh lý 2 triệu thôi. Đấy, đợt trước thanh lý 3.290.000 đã lỗ rồi, lần này thanh lý 2 triệu thôi. Đấy. Rồi, nhiều quá nhỉ, nhiều máy quá, anh em có bị loạn không nhỉ? Đây, AKI 9S. Con này là bản Android. Con này là AKI 9 nhưng mà là AKI 9S. Là bản có Android, sáng siêu cao. Cái bọn bây giờ trên Shopee nó đang gắn tên con này là cái con gì? XS 10 Max cái gì ấy, XS Max 10 cái gì ấy, nó bán là 5 triệu 8 bao nhiêu ấy. Đấy. Thì nó gắn cái tên khác thôi, con này bản chất của nó ban đầu nó là của AUN AKI 9 nhưng mà con này là AKI 9S có Android. Thanh lý 2 triệu 8. Còn nguyên hộp mới cóng luôn. Đấy, chỉ có bụi mới cóng luôn. Con này xem ngon nhá. Nói thế thôi, với cái mức giá 2 triệu 8 là quá ngon, loa to này, độ sáng cao này, hệ điều hành này, trông nó hầm hố như thế này mà lại còn nguyên hộp 2 triệu 8. Đây, thôi được rồi, thanh lý sang cái con Epson này. Con Epson này là con halogen G5650, cái dòng G là dòng cao cấp của Epson by LCD. Con này thì nó chỉ có một cái nhược điểm là bóng nó hơi già, nó hơi vàng bóng. Còn lại thì dùng ok, anh em nào mà mua về thay bóng mà dùng thì vẫn ngon. Con này của Epson này. Đấy, máy hãng đấy. Hoặc là ông thợ nào lôi con này về mà mông má bóng biếc lại rồi mà bán lại cũng được. Tôi để con này là 2 triệu 8. 2 triệu 8 cho một con máy Epson. Này, lens sweep nhá. Này, lens sweep lên xuống trái phải. Cái dòng G này là cái dòng cao cấp cực kỳ của Epson đấy. 2 triệu 8. Tôi nghĩ con này nó sẽ bay nhanh. Con này ông nào mà nhắm được trong cái video này chắc chắn ông sẽ hốt luôn này. Epson cơ mà. Không đâu phải dạng vừa đâu. Thêm nữa thì chúng ta sẽ có con này. Con này cũng 2 triệu 8. Con này cũng 2 triệu 8. Đây, ngoại hình của nó đây này. Con này cũng là của một xưởng bên Trung Quốc nó gửi. Con này thì ưu điểm của nó là có tự động lấy nét, tự động keystone, có Netflix chính chủ. Con này có Netflix chính chủ, tự động lấy nét, tự động keystone. Xem cũng đẹp, không bị mờ viền, độ sáng cao. Độ sáng con này nó tầm ngang con Cine 4 ấy. Nó ngang con X-Cine 4, X-View, X-Cine 4 ấy. Con này cũng đang còn mới nguyên. Con này thanh lý là 2 triệu 8 thôi. 2 triệu 8 thanh lý con này. Rồi. Hỏi nhiều quá nhỉ. Con nào nữa nhỉ? 500 rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang một số máy DLP của XGMI. Những cái máy hiếm hoi mà có hàng thanh lý rất là hiếm. Cũng thuộc dạng là máy xịn. Ở đây thì mình sẽ có 3 mã là Z6X này. New Z6X nhá. New Z6X, Z7X và con này là con Halo Plus bản nội địa. Ba con này đều là nội địa và đều là hàng của XGMI. Ba con này ấy thì đây, nó còn nguyên hộp này, mới đẹp này. Ba con này thì là cái hàng mà mình hay chiếu test để demo thôi. Tức là cái giờ chiếu của nó rất ít, giờ chiếu của bọn này ấy nó khoảng tầm dưới 30 giờ, dưới 30 giờ. Chắc loanh quanh khoảng tầm mười mấy, hai mấy giờ thôi. Thậm chí cái con Halo này nó còn chưa được một giờ. Con này chiếu rất ít. Đây này, hồi xưa mình bán cái con này là tận 12 triệu 9. Từ cái thời 12 triệu 9. Con này là cũng đang nghiêm biết từ cái thời đấy là 14 triệu 9. Máy đẹp này. Đấy, nguyên hộp phụ kiện nó kiểu đầy đủ máy đẹp. Thì bây giờ những cái dòng này mình không làm nữa. Bây giờ mình làm dòng quốc tế thôi. Nội địa bây giờ mình ít làm lắm. Thì đây, mình sẽ báo giá cho anh em. Z6X. Đây, cái con Z6X mà hàng gọi là full box, new Z6X full box đẹp như thế này thì anh em sẽ mua với mức giá là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi nhá. 6 triệu rưỡi cho một con máy DLP. Rất là ngon.
Đấy. Còn con Z7X này, Z7X này thì sẽ để cho anh em với giá là 7,5 triệu. Đấy, con này là 7,5 triệu, con này là 6,5 triệu, con này là 7,5 triệu. Và con Halo nội địa này. Đấy, Halo nội địa này thì đây, con này thì cái cấu hình của con này này thì nó ở giữa con New Z6X và con Z7X. Đấy, thì con này giá của nó sẽ là 6,9 triệu. 6,9 triệu cho con này. Là full tất cả mọi thứ luôn, line new đẹp. Và những cái dòng DLP này thì anh em biết rồi, thì hình ảnh của nó rất là đẹp và cấu hình phần mềm phần cứng của nó rất là ngon, và nó chạy chip DLP, nó cho hình ảnh đẹp và màu sắc các kiểu, nói chung là nó ngon. Và những cái dòng này là những dòng cao cấp, và đây là những cái mức giá rất là tốt cho chúng ta rồi. Ngoài ra thì DLP thì mình có thêm một con nữa của Acer. Con này thì mình có những cái video mình giới thiệu rồi. Con này là con H6510BD. Đây, Acer này, H6510BD DLP. Con này hồi xưa là giá này, hồi xưa nó còn mức giá của nó là 13 triệu từ cái đợt ngày xưa nó còn bán này. Đấy, thì con này thì cũng là DLP nhưng mà dùng bóng halogen. Và chip DLP của cái bọn Acer này nó to hơn của cái bọn này, nhưng mà nó dùng bóng halogen chứ không phải dùng bóng, không phải dùng bóng LED, và nó cũng sẽ có những cái tốt hơn về hình ảnh. Có điều là mấy con này, nhưng có điều là con này thì nó sẽ cũ hơn thôi, nó sẽ là thời gian sử dụng nó nhiều hơn so với mấy con này. Đây, có 3D này, Full HD này, rồi của Nvidia này, nó có cả công nghệ trong này, nó có con chip 3D DLP này. Con này thì ở bên nước ngoài ấy, nếu anh em mà theo dõi mấy cái kênh của nước ngoài ấy, cái bên Âu Mỹ ấy, nó đánh giá con này rất là cao, nó là con máy được gọi là viral rất là nhiều ở bên nước ngoài. Đấy, thì con này thì bây giờ nó cũng, mình cũng để lâu, nó cũng hơi cũ rồi, chứ còn cái chất máy cũng vẫn là còn ok. Đấy, thì con này sẽ để cho anh em với mức giá là 6 triệu. 6 triệu cho con Acer này, cũng là dùng công nghệ DLP. Đấy, 6 triệu. Ok. Rồi, ở đây thì mình nó còn một vài con nữa như này, nhưng mà mấy con này thì mình không muốn bán, tại vì là con mấy con này thanh lý cho thợ thì thanh lý được, chứ còn nếu mà thanh lý cho người dùng thì mình không muốn thanh lý lắm, kể cả thanh lý rẻ. Còn nếu mà anh em nào mà thợ thì có thể là inbox mình để thanh lý nốt mấy con đấy. Rồi, chúng ta cũng sẽ xem con nào nữa không nhỉ. À đây, Còn siêu gần, nhưng mà con này thì để phải test đã. Cái con siêu gần đây, con siêu gần này của Trang Hồng, hàng nội địa, nhưng mà để mình phải test lại đã. Rồi thì mình test lại thì mình sẽ có cái giá thanh lý ở video sau. Con này. Úi giời. Con nặng vãi. Con này là con RS10 Ultra. Đây là cái con máy cao cấp nhất của Xiaomi hiện nay, flagship của Xiaomi hiện nay. Con này thì bản nội địa, tại vì quốc tế thì nó chưa bán con này quốc tế, con này mới có nội địa thôi. Con này thì là RS10 Ultra, con này cực khủng luôn. Hiện tính đến thời điểm hiện nay thì những cái con máy trên thị trường mình chưa thấy con nào mà có cấu hình ngon, gọi là cao được như con này. Gimbal của nó là gimbal điện, gimbal có motor điện xoay trái phải trên dưới, chưa có một hãng nào làm cái gimbal điện như này cả. Công suất thì cao, laser 3 màu, loa liếc, nói chung là đây là một cái máy mà Xiaomi gọi là họ dồn hết tất cả, gọi là những cái công nghệ gọi là tinh tú nhất, những công nghệ ngon nhất vào cái con này. Đấy, dồn hết tất cả vào cái con này. Thì cái con này thì quốc tế thì nó chưa có. Còn đây, cái loa, nhìn cái loa đẹp không. Còn nội địa thì lúc đầu là nội địa của con này đâu là 59 triệu hàng nội địa. Còn con này thì nếu anh em có hứng thú thì mình sẽ để giá rẻ cho anh em. Con này nếu anh em hứng thú thì mình sẽ để giá rẻ cho anh em khoảng tầm 40. Khoảng tầm đấy. Nó gọi là có ai có hứng thú thì anh em nhắn tin. Còn nếu mà không thì mình để mình dùng. Mình sẽ để con này mình dùng, tại vì mình rất thích cái con này. Công nghệ của nó rất là nhiều. Và chất lượng, thực sự đây là một con máy chất lượng của thằng Xiaomi nó làm. Con này nó chưa có quốc tế, sở dĩ là vậy, mình nghĩ là nếu mà ra bản quốc tế con này nó rất đắt. Con này nếu mà cho ra phiên bản quốc tế thì chắc nó phải rơi vào tầm 70-80 triệu mất. Đắt như vậy thì người ta sẽ khó để mà cạnh tranh được với hãng khác. Nên thành ra là con này thanh lý 40. Anh em nào mà hứng thú thì anh em gọi là liên hệ. Còn nếu mà không thì mình để mình dùng. Để dùng thôi. Không biết là mình đã kể hết chưa. Đấy, thì anh em xem video thì chú gì anh em
thấy hứng thú với máy nào anh em có thể dừng lại máy đấy, anh em chụp ảnh cái màn hình lại, nhắn tin vào cái đường link fanpage Facebook hoặc Zalo mình để bên dưới ấy. Thì sau đấy thì mình sẽ chúng ta sẽ làm việc tiếp, mình sẽ chiếu thêm cho anh em về những cái hình ảnh liên quan đến cái máy này đấy. Và như mình nói lúc đầu ấy, thì là lúc mà vận chuyển thì cái phí ship thì anh em chịu về phần phí vận chuyển, cũng như là anh em đặt cọc lại giúp mình một nửa tiền hoặc là chuyển khoản hết cũng được đấy. Vì những cái máy là những cái máy mình thanh lý giá nó rẻ rồi đấy, lần mấy lần trước bị bom hàng mình thấy buồn lắm. Và cũng cuối năm thanh lý bớt đi cho nó đỡ chật nhà, cũng như là kiếm thêm cốc bia để tất niên với mọi người. Rồi, ok anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video thanh lý lần sau nhé.